Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 141, chương trình do Đài Hà Nội phối hợp cùng Công an thành phố sản xuất. Mở đầu bản tin ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là những tin tức có trong phần nhật ký 141. Thưa quý vị, khoảng 22 giờ 15 phút đêm qua ngày 13 tháng 5, nhận tin báo từ quần chúng nhân dân tại khu vực vỉa hè từ số nhà 49 đến 61 đường Hoàng Quán Chi, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, xuất hiện một đơn vị thi công đang đào xới tung lớp đá lát. Và ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng liên ngành gồm đội cảnh sát giao thông trật tự, công an quận Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Yên Hòa, công an phường Yên Hòa và đội thanh tra giao thông vận tải của quận Cầu Giấy đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường xác minh làm rõ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 50 mét vỉa hè đã lát đá bị xới tung. Phụ trách đơn vị thi công là Trần Trúc Lâm, sinh năm 1972, trú tại phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội khai nhận được chủ căn hộ số 49, ngõ 1, phường Phạm Văn Bạch thuê thi công lắp đặt đường ống và dây cáp điện cấp nguồn 3 pha từ tủ điện về nhà. Đơn vị thi công trên đã vi phạm các lỗi như tổ chức đào hè không có giấy phép theo quy định, thi công trên đường bộ đang khai thác không bố trí biển báo hiệu, cọc tiêu di động, rào chắn theo quy định. Do vậy, tổ công tác đã tạm giữ 3 máy đục, 1 máy đầm và yêu cầu các trường hợp trên về trụ sở công an phường Yên Hòa để giải quyết. Với lỗi vi phạm trên, lực lượng chức năng đã xử phạt số tiền 18,5 triệu đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vai trò trách nhiệm của cá nhân và tổ chức để xảy ra tình trạng đào vỉa hè trái phép, đồng thời xem xét xử lý hình sự các đối tượng cố tình phá hủy công trình giao thông để tạo sự răn đe chung. Thưa quý vị, sau khi dịch COVID-19 được khống chế tại Việt Nam, các hoạt động du lịch, không gian văn hóa, giải trí được mở cửa trở lại, thu hút khách du lịch đến với quận Hoàn Kiếm. Tuy nhiên, thì cùng với đó, tình trạng trông giữ phương tiện trái quy định của pháp luật trên địa bàn cũng có những diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, các đơn vị chức năng của quận, chủ công là đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận đã triển khai tập trung kiểm tra và xử lý các vi phạm nghiêm trọng liên quan đến các bãi xe không phép hoặc có phép thế nhưng trông quá diện tích, sai giá vé quy định. Và điều đáng buồn là đa số điểm trông giữ xe hiện nay đều đang vi phạm. Biển trông giữ xe không niêm yết giá rõ ràng theo quy định, lấn chiếm diện tích vỉa hè để làm nơi trông giữ xe. Tranh thủ thời điểm mở cửa phố đi bộ vào cuối tuần, các nhân viên trông giữ xe của đơn vị này đã nhận thêm phương tiện tràn lan để trông giữ quá diện tích trên tuyến đường Ngô Quyền nhằm kiếm lợi nhuận. Hành vi này đã bị tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Hoàn Kiếm phát hiện và lập biên bản xử lý. Tôi thấy nhiều người phương tiện dưới xe phố đi bộ nên tôi có tông thêm. Sau khi có mấy anh công an nhắc nhở thì tôi cũng rút kinh nghiệm lần sau. Bên kia đường, một bãi xe khác cũng trong tình trạng tương tự. Do sự buông lỏng quản lý từ các công ty được cấp phép trông giữ xe nên đã để xảy ra tình trạng nhân viên các điểm gửi xe trông quá diện tích cho phép và bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, lập biên bản xử phạt. Qua kiểm tra thực tế ở bãi xe của mình thì anh vi phạm cái lỗi là chiếm dụng vỉa hè dưới 5 mét để làm nơi trông giữ xe. Còn khi kiểm tra thì chúng tôi thấy anh đã thu đúng giá nhưng đã quá diện tích được cho phép trong giấy phép của anh. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh. Và cũng qua đây thì cũng nói với anh là anh không nên vì cái lợi ích cá nhân của mình để trông xe như thế này. Các điểm trông giữ được cấp phép thì thu quá giá hoặc quá diện tích cho phép. Còn các điểm trông giữ tự phát thì xuất hiện tràn lan tại các địa điểm du lịch, không gian vui chơi giải trí của người dân. Điều này là khó tránh khỏi bởi các ngày nghỉ lễ, lượng phương tiện đổ về Hồ Hoàn Kiếm tăng cao đột biến. Trong khi đó, theo đánh giá của lực lượng chức năng, các điểm trông giữ xe được cấp phép trên địa bàn chỉ đáp ứng được 20% nhu cầu của người dân. Những trường hợp trông giữ phương tiện không có phép, thu gom phương tiện ở các nơi để cho đỗ trên vỉa hè, đỗ trên ở dưới lòng đường, trái quy định gây cản trở giao thông. Và những trường hợp này chúng tôi sẽ báo cáo công an quận, đề xuất chuyển hồ sơ để đội điều tra tổng hợp công an quận tiếp nhận xử lý nếu như có đủ yếu tố vi phạm lớn hơn để xử lý hành chính. Ngoài ra với những công ty được cấp phép mà trông giữ quá diện tích, thu quá giá nhiều lần, chúng tôi sẽ đề xuất đội cảnh sát kinh tế phối hợp cơ quan chức năng và phòng kinh tế quận sẽ tước giấy phép đăng ký kinh doanh, thậm chí là truy thu thuế với những đơn vị mà đã bị xử phạt nhiều lần nhưng mà vẫn để cho nhân viên tiếp tục vi phạm. Theo đại diện công an quận Hoàn Kiếm, hiện nay lực lượng chức năng đã áp dụng các biện pháp xử lý quyết liệt và mạnh tay với tình trạng trông giữ xe trái quy định trên địa bàn. Tuy nhiên,
các vi phạm vẫn có tình trạng tái diễn liên tục do lợi nhuận lớn từ việc trông giữ xe sai quy định. Thưa quý vị, thông tin từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, trong đêm 13 tháng 5 và rạng sáng 14 tháng 5, lực lượng cảnh sát 141 đã hóa trang, phát hiện bắt giữ 13 quái xế điều khiển xe lạng lách đánh võng và nẹt bô gây náo loạn tại các địa bàn trọng điểm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Ngoài ra, các tổ 141 công khai xử lý với 14 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 8 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua kiểm tra, phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm một gói nghi ma túy, một xe mô tô nghi là xe trộm cắp và một quả đấm bằng kim loại. Theo thông tin chúng tôi mới nhận được, lực lượng công an phường Khương Mai, quận Thanh Xuân phối hợp cùng với nhân viên ngân hàng Bắc Á chi nhánh Kim Liên vừa ngăn chặn thành công một vụ giả danh công an đe dọa người dân để chiếm đoạt số tiền là 700 triệu đồng. Theo đó, một nạn nhân 73 tuổi trú tại phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai nhận được cuộc điện thoại gọi qua Zalo, màn hình điện thoại hiện lên hình một vị tướng công an tự giới thiệu là trưởng ban chuyên án đang điều tra về đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia. Vị tướng này tiết lộ là có thông tin cho rằng nạn nhân là mắt xích lớn trong đường dây tội phạm này và muốn chứng minh vô tội thì phải chuyển khoản số tiền 700 triệu đồng. Nạn nhân sau đó đã đến ngân hàng và làm theo yêu cầu của các đối tượng. Tại ngân hàng, nhờ được tập huấn, nhân viên ngân hàng đã phát hiện biểu hiện khả nghi của bị hại nên đã thông báo cho công an phường có mặt để xử lý. Sau quá trình trò chuyện, khuyên can, nạn nhân đã được cán bộ công an hướng dẫn về phương thức thủ đoạn chiếm đoạt tài sản thông qua mạng nên đã tỉnh ngộ và tránh được khỏi bẫy lừa đảo của các đối tượng phạm tội. Chuyển sang các thông tin khác, thưa quý vị. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang truy tìm chiếc xe ô tô gắn biển kiểm soát 11A11111 lưu thông trên đường phố. Người dân, tổ chức có thể ghi nhận cung cấp thông tin hình ảnh đến Cảnh sát Giao thông, Công an các đơn vị địa phương nơi phát hiện chiếc xe vi phạm để có thể ngăn chặn và xử lý theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh ô tô Mercedes E400 gắn biển kiểm soát 11A11111 được cho là đang lưu thông trên đường phố ở Hà Nội. Thông tin thu hút sự chú ý của cộng đồng nhờ biển số đẹp của chiếc xe. Tuy nhiên, nhanh chóng vào cuộc xác minh, Cục Cảnh sát Giao thông khẳng định qua công tác quản lý xe trên hệ thống, hiện Công an tỉnh Cao Bằng chưa quản lý và cấp đến đầu số này. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị Cục Cảnh sát Giao thông và Phòng Cảnh sát Giao thông các tỉnh, thành phố nếu phát hiện chiếc xe có gắn biển kiểm soát như trên, lưu thông trên tuyến phố thì tạm giữ phương tiện, xử lý theo quy định và thông báo kết quả xử lý cho Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Cao Bằng. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết đơn vị đã trích xuất camera tuyến đường chiếc xe đi qua để phối hợp xử lý. Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng đội kiểm soát phòng chống ma túy và chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài vừa kiểm tra phát hiện lô hàng nghi ma túy cất giấu trong máy lọc không khí gửi từ Berlin Đức về Việt Nam qua đường hàng không. Qua kiểm đếm, số tăng vật nghi vẫn có tổng trọng lượng hơn 7 kg. Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục xử lý. Nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 141 ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các bản tin tiếp theo.